Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, chúng ta bắt đầu nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 6:30 ngày mùng 3 tháng 2 năm 2012, nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Nay chúng ta triển khai tới kỳ thứ 172 với cái đối tượng tham thiền có cái nhân đề là đời. Cái nhân đề bài thơ này một chữ đời thôi, nhưng mà bài thơ thì lại dài, mà cái đề, cái đầu đề thì lại có một chữ. Cái này nó lại nó đi ngược với nhau. Có khi bài thơ cái đầu đề 3-4 chữ mà bài thơ có 3-4 câu, còn bài thơ này thì đầu đề thì nhân đề thì có một chữ mà bài thơ nó tới mấy chục câu. Cái chữ đời này á, cái đầu đề này mà nếu mà tăng ni trẻ mà để ý thì một chữ đời thôi, các vị cũng có thể giúp ích cho nhà, cho nhiều người đệ tử của mình, nhiều người Phật tử người ta nhờ cậy dữ lắm á. Chữ đời này, chữ đời này mà học và có thiền định mà có tư duy là các vị sẽ triển khai nhiều mặt lắm, tương quan tới nhiều kinh điển. Tôi nói thí dụ như các vị đọc cái 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân, mà 8 điều giác ngộ này người ta trích ra để gọi là kinh Bát Đại Nhân Giác. Bát Đại Nhân Giác là tôi đọc Phật dạy trong kinh Đại Niết Bàn và các kinh khác, thỉnh thoảng Phật cũng đề cập tới những điều giác ngộ đó, chứ không phải là nó có một kinh nhỏ như là kinh Bát Đại Nhân Giác mà được trích lục ra rồi dạy ở trong các cái trường Phật học mà người ta không biết, người ta gọi đó là kinh sơ đẳng. Không phải đâu. Tôi có đọc cái bài đó để coi cái lần đó của ông giảng sư nào đó, ông viết giới thiệu về Phật học đó mà. Và ông ta giới thiệu rằng là Bát Đại Nhân Giác là bộ kinh sơ đẳng. Sự thật không phải vậy. Muốn nói sơ cơ là do mình sơ cơ thì kinh nó thành sơ cơ. Mà trình độ mình học sơ đẳng thì cái kinh đó nó thành ra sơ đẳng. Mà còn nếu mà mình có cái trí, nhất thiết trí, đạo chủng trí hay là nhất thiết chủng trí rồi thì mình nhìn kinh đó nó là sản sinh ra cái nhất thiết trí, cái đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí cũng từ đó. Cho nên cái giảng kinh của trong đạo Phật cái gì thiệt tình mà nói khó nói lắm. Vì vậy mà tôi biết rõ điều đó, cho nên tôi nói rằng là nói gì cũng không trúng, là trúng.
nghĩ gì cũng không trúng là trúng, giết gì cũng không trúng là trúng. Tức là ý tôi muốn nói là kinh điển nó là vô thượng thượng tâm vi diệu pháp. Mà tôi nói trúng cái cách của tôi thì người khác người ta nói không trúng. Rồi người khác ngược lại, người khác họ nói cái cách trúng của họ thì tôi cho rằng cái đó không trúng. Điều đó là điều có thiệt. Vậy thì dựa vào đâu? Cái đó là cái khó. Dựa vào mà tìm được cái chỗ dựa vào đó, không phải là người nào cũng biết được cái chỗ dựa vào. Tìm được cái chỗ dựa vào là cái chỗ đó là phải dựa vào cái lập trường và cái tôn chỉ mục đích mà Đức Phật ra đời. Mà tôn chỉ mục đích cũng như lập trường của Đức Phật là giác ngộ và giải thoát. Cho nên khi mà muốn định nghĩa một vấn đề, muốn triển khai một bài kinh là do cái nhìn, do cái nhận thức của cái người mà triển khai, mà giảng giải cái bài kinh đó. Cái bài kinh đó mà người có trình độ giác ngộ giải thoát cao thì nó thành ra kinh điển tối thượng thừa của Đạo Phật. Rồi cũng kinh điển như vậy mà đưa ra cái người mà cái trình độ giải thoát ngang cỡ nào đó thì họ nói bằng cỡ của họ thôi. Thậm chí họ nói trầy bên ngoài, nói bậy bạ, hồi tên là cúng, là lại, là gian, là xin, là cầu, là nguyện không à. Là đi mất hoàn toàn cái chất liễu nghĩa kinh, mất hoàn toàn cái chất của Đại Thừa Phật giáo. Cho nên cái chỗ mà làm căn cứ để mình định hướng phê phán vấn đề đúng sai nó không phải là đơn giản gì. Do vậy mà thôi thì nhân duyên nào, căn cơ nào, gặp ai, gặp thiện hữu trí thức cỡ nào thì nghe cỡ nấy, bằng lòng cỡ nào lấy cỡ nấy, chứ còn nói gì cũng không bao giờ trúng, là ở chỗ đó đó. Tìm cái gốc mà để nương tựa, để mà nhận thức về phán, nhắc nhở, đúng sai đâu có đơn giản gì. Cho nên cái chữ đời này đó, cái bắt lật ra cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác, cái đệ nhất giác ngộ đó, cái bài giác ngộ thứ nhất là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ám vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Cái bài giác ngộ thứ nhất là nó vậy đó, mà gọi nó là cái kinh sơ đẳng, đem dạy lớp sơ đẳng, tại vì nó mỏng, nó ít, nó có 8 điều giác ngộ thôi. Thấy nó mỏng nó ít rồi mình nói nó là cái kinh sơ đẳng để dạy cho lớp sơ đẳng, là cái ông pháp sư đó đó. Ông pháp sư đó là cũng hình như là tiến sĩ gì đó. Tiến sĩ hoặc là trên tiến sĩ gì đó, hậu tiến sĩ. Nhưng mà tôi nghe nói là tôi hỏi ôi rồi. Tiến sĩ sao ông lại thôi lui? Bẻ công chót lưỡi uống vành môi, mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma, bập bẹ đôi câu xin tế độ, thì thào mấy tiếng nguyện từ bi, hồn đơn phách chiếc xin về hưởng, phù hộ đàn con thoát khổ nguy. Tiến sĩ mà không tiến
Nói kinh điển là nói lùi không à. Do vậy mà cái tiến sĩ tôi là tôi rất là quý tiến sĩ. Chẳng những tôi quý tiến sĩ mà cả thế giới đều quý tiến sĩ và hậu tiến sĩ đều được quý vô cùng. Nhưng mà cái đó là về mặt khoa học, về mặt kỹ thuật, về mặt xây dựng xã hội, về mặt kinh tế cho con người thì là tiến sĩ và hậu tiến sĩ là quý lắm. Nhưng mà mấy ông tiến sĩ thì làm ơn đừng có nói đạo Phật. Nói cái chánh của mình là cái mà kinh tế, xây dựng kinh tế, xã hội, nghệ thuật, khoa học, cơ giới, văn minh hiện đại gì đó thì tiến sĩ là rất là cần thiết. Nhưng mà còn về mặt đạo Phật thì tiến sĩ cũng như là triết học gì đó cũng không phải là ai cũng nói được. Có những nhà triết học mà nói cái triết học của người ta riêng, chứ mà nói của đạo Phật cũng không dễ gì trúng. Bởi vì triết lý, triết học nó có nhiều cái thứ lý khác nhau và cái học nó khác nhau. Mà về triết lý mà tương quan với đạo Phật nhiều là có cái ông Einstein. Ông đó là cái chữ trước là gì quên rồi. Albert Einstein đó. Có cái nhà triết học đó phân tích đạo Phật thấy có thể nói là rất là vững vàng. Và có thể nói rằng là cái nhận định chi tiết thì có thể là ông không đi sâu như các nhà sư, như thiền sư đâu. Nhưng mà nhìn về cái hiểu biết tổng quát thì Albert Einstein, nhà triết học đó, có thể nói được đạo Phật, hiểu được đạo Phật kỹ, khá tốt, gặp gỡ nhau rất nhiều. Thành ra rồi coi chừng mấy ông tiến sĩ Phật học. Hay là nói cách khác là tiến sĩ cũng vậy, hay là các cái nhà triết học, các cái nhà thần học, các cái nhà bác học cũng vậy. Người ta rất giỏi về cái chuyện mà tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ để mà xây dựng một cái xã hội là văn minh hiện đại, cơ giới tối tân, phát triển máy móc, khám phá vũ trụ, điều đó nhiều nhà tiến sĩ, nhiều nhà bác học làm được. Nhưng mà còn cái Phật học thì xin lỗi, có người nên nói, còn có người không nên nói, để đó cho mấy cái người khất sĩ thiệt của đạo Phật nói. Chỉ có khất sĩ thiệt của đạo Phật, hoặc là không đi ăn xin hàng ngày như Đức Phật, nhưng mà tâm hồn khất sĩ như Đức Phật, thì nói mới trúng đạo Phật. Còn không có tâm hồn khất sĩ, đã không đi khất sĩ hàng ngày, khất sĩ tức là đi ăn xin đó, đã không đi khất sĩ hàng ngày mà không có cái tâm hồn khất sĩ, mà cái tâm hồn đó là xây dựng chùa, chuyện, tháp, tượng, thiền viện, học viện và sự nghiệp đất đai, rồi đời nay lại là khất sĩ mà lại sáng tạo ra cái bằng siêu thị nữa cơ. Là nội cái mà đệ tử Phật mà đã là buôn bán kinh doanh thương mại vườn đất hòm rương nhà cửa cho thuê nhà hoàng rồi đó, rồi tụng niệm rồi đó, cái chuyện đó là đã quá trời quá đất rồi, mà khất sĩ đời nay mà còn mà lập ra siêu thị bán đủ thứ đồ, cái bằng đồ từ khí đồ của tôn giáo, rồi còn bán luôn cả cái đồ của thế gian nữa. Rồi tiến sĩ đời nay nó tiến bộ cỡ như vậy đó. Thành ra những cái người như vậy thì xin lỗi, để đi làm cái chuyện kinh tế thì nên, còn nói đạo Phật là không bao giờ nói trúng.
Cho nên tiến sĩ Thế Giang là giỏi lắm đó. Không có những gì tiến sĩ đó là đất nước hay dân chúng đa số là không tiến bộ được. Nhưng mà cái đó là bên mặt kinh doanh, thương mại, phát triển, công thương, kỹ nghệ đều được hết. Nhưng mà đừng nói đạo Phật nhiều, nói nhiều nó không trúng à. Người xưa người ta cũng có nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Mình nói cái nào là cái khu vực đặc sản của mình, hiểu biết của mình, về cái chuyên môn của mình, chứ còn nói tùm lum nó không trúng. Cho nên chữ thế gian vô thường, nó chữ thế gian là cái nghĩa rộng lắm. Thế là thế giả là thiên lưu chi nghĩa, gian giả là gián cách chi nghĩa. Hai cái từ đó đó, tăng ni trẻ tôi đề nghị nên để ý cái đó đi, nên để ý hai cái chữ đó. Cái chữ thế gian á, thế giả là thiên lưu chi nghĩa, gian giả là gián cách chi nghĩa. Cách nghĩa cho nó đơn giản là chữ thế có nghĩa là thời gian. Cái nghĩa thiên lưu tức là thời gian. Thí dụ như cái cây mình trồng bữa nay nó, mình nói là cái cây mà những cây mình nó mau lớn để cho nó dễ hiểu. Thí dụ mình trồng cái loại dưa leo hoặc là dây bầu, mà bữa nay mình ương nó lên cái là nó có dài cái lá đài, nhưng mà ngày mai ra là thấy có đọt, hai ba ngày sau ra lên thấy nó có thể là có cả gan. Đó là cái sự lớn nảy nở trưởng thành đó, mỗi ngày mỗi lớn nhanh như vậy đó, đó là nghĩa thiên lưu đó. Thiên lưu là mỗi nó tăng trưởng, nó biến đổi mỗi ngày, nó mỗi khác. Đợi giờ nghe nói cái rau nhút mà người ta bán mà cái cọng nó bằng có tay út mà cái đọt nó dài cả 6-7 tấc mà nó còn non nhút, là tôi nghe nói là nó có thứ thuốc gì của Trung Quốc họ bán xịt ra cái rồi trong vòng 3 ngày thôi mà nó ra mấy tấc vậy đó. Để ra nhanh như vậy đó là cái chữ thiên lưu của đời nay đó, nó nhờ khoa học và của thuốc kích thích đó, làm cho tất cả cây đều có thể mau lớn như vậy. Nhà mình trồng loại cây mau lớn thì chích thuốc cái kích thích như vậy đó, thì mình thấy cái chuyện cái nghĩa thiên lưu của nó rõ hơn. Con người cũng vậy, nít sinh ra này có 2-3 ký gì đó, nhưng mà một tháng sau thì nó quậy mạnh rồi, chừng 4-5 tháng rồi nó đi đứng chân được đó. Đó là nghĩa thiên lưu đó. Mà nghĩa thiên lưu như vậy, biến chuyển như vậy là tương quan với thời gian. Không có thời gian là không có sự thiên lưu biến chuyển và kích thích nó làm cho lớn nặng hay là cao lớn vậy. Do vậy cho nên nói gọn lại cái chữ thế là có nghĩa là thời gian. Gian giả là gián cách chi nghĩa, chữ gian có nghĩa là không gian. Không gian thí dụ như Sài Gòn đi Gò Vấp là 3 cây số thí dụ vậy. Gò Vấp lên Hóc Môn là 12 cây số. Rồi từ Sài Gòn ra Huế thì mấy trăm cây số. Rồi từ Sài Gòn ra Hà Nội thì 1700 cây số nếu mà tính theo cái đường xe lửa, đâu 1700 gì đó, đại để vậy. Rồi đó là nói về mặt gian giả là gián cách chi nghĩa, về mặt không gian là vậy. Thì nó chỉ thế, tức là thế gian, tức là không gian và thời gian. Mà ngộ lắm, không gian và thời gian là không bao giờ tách rời ra được. Mà không gian và thời gian không có thật.
À, theo cái triết học của Einstein, ông nói là thời gian không có thật và không gian cũng không có thật, cho nên cái chỗ đó nó ăn với đạo Phật là chỗ đó. Anh đi từ Sài Gòn, anh bay máy bay ra tới Hà Nội là 1 giờ rưỡi đồng hồ, tức là anh đã đi một khoảng không gian và anh đã đi một khoảng thời gian, mà thời gian và không gian đó anh không bao giờ xé lẻ ra được. Do có không gian mà định nghĩa được thời gian, do có thời gian mà định nghĩa được không gian, chứ không gian tự nó không có là gì hết. Không có cái điểm ở Sài Gòn, không lấy điểm Sài Gòn làm điểm, không lấy cái điểm ở Hà Nội làm điểm thì không có nghĩa không gian. Mà lấy Sài Gòn làm một điểm, lấy Hà Nội làm một điểm thì đó là hai cái điểm mà giữa cái khoảng đó gọi là khoảng không gian, mà muốn đi tới cái điểm này qua điểm kia thì phải có thời gian. Thí dụ máy bay bay 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cho nên không gian thời gian không xé lẻ ra được. Do vậy mà trong con người của mỗi người chúng ta cũng là không gian và thời gian, nó đóng một cái vai trò, nó là một dữ liệu, nó hợp tác để nó thành con người của chúng ta. Cho nên con người của chúng ta là tuy là địa thủy hỏa phong không kiến thức vậy đó, chứ mà còn hai cái mà người ta không nói, chứ nó có không gian và thời gian, chứ không đó là không kiến thức đó, chứ không đó là không gian đó. Còn địa thủy hỏa phong đó là hợp tác bao nhiêu cái chất liệu đó, đó là thuộc về không gian đó. Thành ra trong con người của mình là đủ không gian, đủ thời gian, đủ các thứ vạn hữu, nó cộng lại chứ không đơn giản gì hết. Đó là nói về thân con người, thân ngũ quẩn của con người. Địa thủy hỏa phong có chứ không ở trong đó. Không là khoảng không gian, mà không gian nó len lỏi, nó trà trộn lại với cái gì của thời gian. Cho nên thế gian là vô thường là vậy đó. Vô thường là gì? Nó có nghĩa thiên thiên lưu. Cõi nước tạm bợ tứ đại là khổ không, ngũ ấm là vô ngã, sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, tâm là nguồn ác, thân là cái đầm tội. Người nào quan sát như vậy lần lần có thể xa lìa được sanh tử. Cái điều cái kinh đó rồi mà mình nói là nó là kinh sơ đẳng không được đâu à nha. Cái đó là quán sát cái thân ngũ ấm này, là ngũ ấm vô ngã, tâm thì ác nguyên, hình như tội tẩu, thân tâm cảnh giới vô thường, sự vật trong đó. Cho nên cái kinh đó đơn giản như vậy đó, mà trong đó mà triển khai ra, rồi trong đó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị cúc, ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, nó đủ giáo lý tứ đế, thập nhị nhân duyên trong đó hết ráo. Mà mình gọi kinh đó là kinh tầm thường để dạy cho sơ đẳng sao được. Cho nên tôi nghe cái ông pháp sư đó triển khai cái là tôi nghe, là tôi biết là đà khổ, khổ giả, chân khổ giả, nguy tai, thị nguy tai cho Phật giáo. Cho nên chỉ đời không à, học kỹ đi, nó sâu sắc lắm. Chứ đời nó tương quan tới quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm tìm trong quá khứ không được, tìm trong hiện tại cũng không không có cái gì để mà nắm bắt mà tìm kiếm nó, và trong tương lai cũng vậy. Vậy mà con người không có tâm là không cắt nghĩa được. Con người có cái xác thân, sắc uẩn thì phải có thức uẩn, phải có tâm. Mà có thân tâm là có đời. Đời nó có thân tâm, đời nó có sự vật hiện tượng, có vạn pháp ở trong cái chữ đời đó. Rồi nó có hận thù phải quấy, tốt xấu thương ghét, vui mừng buồn giận, hết thảy những cái đó cũng nằm trong chữ đời.
Bởi vì chữ đời là thời gian, mà đã có thời gian là đương nhiên là phải có không gian. Tôi nhắc nhở vậy đó. Một chữ đời thôi ha, mà tánh thức được. Bây giờ thử cái bài thơ này nói gì, nhắc nhở cái gì đây? Thơ rằng: trời mây vãn kỷ mây trời, mây đi mây đến trời mây mây trời. Cái này đây là cái cách quán chiếu mới thấy ra nha. Trời mây vãn kỷ mây trời, thì cái chữ trời mây với chữ vãn kỷ này có nghĩa là có không gian và thời gian nó hiện hữu rồi đó. Nếu không có không gian là mình không làm sao mình biết trời và mây là cái gì, và mây nó ở đâu. Đã nói rằng trời, đã nói rằng mây, thì trời là mênh mông vô tận, mình cho rằng nó là cái màu xanh xanh đó đi hả. Trời là cái màu xanh xanh, thiên thính tại vô âm, thương thương hà xứ tầm. Theo Khổng Tử nói là trời lấy lỗ tai mà lấy con mắt mà nhìn, không có thấy cái gì là trời hết á, chỉ có thấy xanh xanh ra. Cho nên tìm trời không có. Còn mây là cái gì? Mây là nó từng khối từng khối, nó từng đụng từng vần mây mà mình thấy, có lúc là mây xám mây xanh, có lúc mây đục mây trắng mây vàng mây đỏ, tùy theo gọi là ráng. Ráng thì nó có màu, có nhiều màu lắm. Còn mây thì thông thường nó có màu trắng, là khi chiếu mưa thì nó màu đen, cũng nhiều màu. Cho nên nhìn lên trời thì mình thấy trời mây đó, có nghĩa là không gian thời gian hợp trong đó rồi đó. Không có không gian là không có thời gian. Mà có không gian thì đương nhiên là phải có thời gian. Do vậy mà trong cái không gian đó, mây nó bay tới bay lui bay qua bay lại. Chuyện mây mà nó bay tới bay lui bay qua bay lại nghĩa là phải có thời gian mới có cái sự tới lui qua lại. Do vậy mà thời gian với không gian là không bao giờ tách rời ra được. Cũng giống như mình nhìn xuống biển, mình thấy sóng và nước là cũng không tách rời ra được. Múc lên một chén sóng cũng tức là một chén nước, mà múc lên một chén nước cũng tức là có thể là sóng đó, là một chén sóng. Cho nên sự vật hiện tượng nó tương quan tương duyên, nó tác thành cho nhau mà tách rời ra không có được. Còn nói nhìn vào con người của mình cũng vậy. Con người của mình là địa thủy hỏa phong không kiến thức thất đại đó, nó hợp tác lại nó thành con người. Mình lấy một cái nào ra là con người, không còn là con người nữa được. Vậy thì hỏi cái nào là con người? Không có chỉ cái nào là con người được hết, nhưng mà tất cả đều là con người. Đó là cái chân lý duyên sanh của vạn hữu, nó hay vậy đó. Do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này hợp với cái kia mà nó thành ra cái nọ. Cái lý duyên sanh nó hay vậy đó. Trời mây vãn kỷ mây trời, mây đi mây đến trời mây mây trời, tức là nói chuyện không gian thời gian. Nhìn lên trời mây là mình thấy mình là một hiện tượng, là nó phải nó biểu hiện ở trong cái không gian vô tận. Vạn kỷ mà nó vạn kỷ là chẳng qua là dùng cái từ để nói vậy thôi, chứ nó không có chữ nào để nói được hết đó. Bởi vì nó vậy đó, anh nói nó bao nhiêu năm không có đúng. Gần đây tôi có đọc người ta nói là Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc 5.000 năm, là người ta kể từ Phục Hy Thần Nông Quỳnh Đế Nghiêu Thức rồi tới nhà Hạ nhà Thương nhà Chu vân cho tới ngày nay. Đó là nói mà chơi chứ.
chứ còn cái thời gian mình gọi là 5.000 năm đó, nó nhằm cái gì đối với cái vũ trụ này? Thế thì những cái huyền thoại, những cái tưởng tượng nhiều lắm kể từ đời Phục Hy Thần Nông Quỳnh Đế cho tới ngày nay. Việt Nam mình ảnh hưởng cái đó dữ lắm. Việt Nam mình là nói cách khác là coi như hoàn toàn là một phần nhỏ của cái đất đai, của cái cuộc đời sống với nhân dân Trung Quốc. Cái đó mình không có tránh né gì được hết, đó là sự thật. Cho nên cả nhân nghĩa đạo đức cho tới cái cơ thể thân hình đều là cũng là tóc vàng, cũng da vàng, là mũi xẻ rồi gì dáng giống kia là giống giống y nhau mà. Tại cái văn hóa của y nhau, cũng thờ Tam Hoàng Ngũ Đế, đề cập tới Tam Hoàng Ngũ Đế, rồi đề cập tới những cái ông mà cái gì đó, ông Bành Tổ, rồi ông nghe nói nhiều cái tập quán, cái tục ngữ là của tương quan của Trung Quốc hết. Mà nói về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm thì đã là huyền thoại trong rất dữ rồi đó, tưởng tượng rất dữ rồi đó, mà đã thấm thía gì với cái thời gian của vũ trụ này? Có những cái cách đây 5.000 năm rồi, có những cái mà trước đó nữa, bao nhiêu ngàn năm nữa không biết. Còn các cái nhà khoa học người ta có thể dùng tới tới tỷ năm, số tỷ, một tỷ năm, chứ còn tỷ năm cũng không nhầm gì, mấy tỷ năm cũng không nhầm gì, nghĩa là bởi vì nó không còn cái gì khác nữa được. Cho nên cái vũ trụ này là không phải nói số tỷ mà được, nói tỷ tỷ cũng được, mà không có ngôn từ để nói thì trúng hơn, đừng nói gì hết là trúng. Nên thời gian giãn kỹ mấy trời, mấy đi mấy đến trời, mấy trời, để nói là mình ở với cái gầm trời này là nói vậy đó. Do vậy mà kinh Phật nói rằng là thị chi pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ, nhân dân và nhân dân, nói hoài được hoài, chỉ bất không đến không đi, không sanh không diệt, không thêm không bớt, không đoạn không thường, nói không có được. Nhìn giảng pháp phải nói rằng là nói theo cái kiểu của ông tổ Mã Minh. Tổ Mã Minh phát hiện ra câu là tôi rất là tâm đắc, nhất thiết chữ pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, như thế nhất tâm cố danh chân như. Các pháp là chân là như, từ xưa đến nay nó xa rời cái ngôn ngữ, nó xa rời cái văn tự, nó xa rời những cái tưởng tượng của con người. Con người tưởng tượng tới cỡ nào đó vậy thôi, chứ còn cái tưởng tượng đó cũng không có tới được cái của cái sự việc biến chuyển của vũ trụ vạn hữu đâu. Cái câu đó hay dữ lắm. Đệ tử học Phật cũng như tăng ni trẻ để ý cái câu đó đó. Tất cả các pháp từ xưa đã xa rời tướng, xa rời văn tự, xa rời văn tự, cho nên tôi mới biết là viết gì cũng không trúng là trúng. Xa rời ngôn ngữ, cho nên tôi mới biết là nói gì cũng không bao giờ trúng là trúng, trúng là không bao giờ có gì trúng. Xa rời cả ý nghĩ không có tới được, cho nên tôi mới biết là nghĩ gì cũng không trúng là trúng, là nó phát xuất từ cái gốc mà tôi khoái cái ông mà. Tôi khoái cái ông tổ Mã Minh. Ông Mã Minh mà ông là tác giả của cái bộ Luận Đại Thừa Khởi Tích đó. Cái bộ đó tôi mê lắm đó nha. Bộ Luận Đại Thừa Khởi Tích nó sản xuất ra cái từ mà Tam Tế Lục Thô đó. Không học cái bộ đó kỹ là các vị không có biết Tam Tế là gì đâu, Lục Thô là gì đâu.
Tăng ni trẻ mà không học Đại Thừa Khải Tính mà không thuộc cho kỹ đi, các vị không có nói được Đạo Phật đâu á nha. Nói bậy lộn xộn à, nói như gà mắc tóc à nha. Ta tế lục thô là cái gốc nó phát xuất từ từ Đại Thừa Khải Tính luôn. Mà cái câu mà tôi viết đó, cái gốc của tôi từ Đại Thừa Khải Tính luôn. Viết nhiều không bao giờ trúng là trúng. Nói nhiều không bao giờ trúng là trúng. Và nghĩ nhiều không bao giờ trúng là trúng. Đó là phát xuất từ câu nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tước, ly ngôn thiết tước, ly tâm duyên tước. Tất cánh bình đẳng, cố danh chân như. Các pháp là chân như, anh nói cái gì cũng không trúng hết á. Mà rồi ông tổ khác họ nói rằng là như nhân ẩm thủy, lãnh nản tự tri. Trên đường tu học là ai tu học và ai giác ngộ cỡ nào, giải thoát cỡ nào, người đó mới biết. Chứ còn nói cái cho nói cái giác ngộ, cái giải thoát, cái sung sướng cho mình đó, là nói cho người khác nghe cũng không bao giờ nói được. Ai ăn nấy no, ai uống trà mới biết hương vị của trà. Cho nên cái này tăng ni trẻ phải học kỹ chút, chứ còn là tăng ni mình làm kinh tế là trật rồi. Tăng ni mình lập ra siêu thị làm kinh tế, bán các cái đồ thờ phượng cúng lại giáng sinh rồi đó, trật rồi. Càng giàu càng trật, nói thẳng ra là tăng ni mà bất cứ là ai càng giàu là càng trật, càng chùa nhiều là càng trật, càng chùa càng đẹp lại càng sai. Nói cái đó là ta nghe ta ghét dữ lắm, nhưng mà đều mình đâu có cần ai thương chi. Thương thì mình không phủ nhận cái lòng thương của người ta, nhưng mà đều cái thương ai thương mới là cần. Chứ cần những cái người mà người ta không cùng lý tưởng mình, mình ta thương mình chẳng lẽ mình phải chạy theo người ta. Cho nên là cũng không cần ai thương, nhưng mà ai thương cũng cảm ơn lắm, mà thương ai thương mới được. Còn khen là ai khen, mà ai khen mình mới quý chứ. Cái người mà đàng hoàng, cái người mà đạo hạnh ta tốt đẹp hay là thánh thiện, ta khen mình là mình mới quý chứ. Chứ còn cái thành phần mình bệ rạc nhất ở trong xã hội mà đã khen mình tôn mình làm sư phụ thì mình là ra cái thứ gì. Cho nên là khen là ai khen, ai khen nó mới quý. Ngược lại ai khen thì nó lại nhiều người thứ nào đó khen thì nó lại càng tại bệ rạc, nó không quý. Còn chê là ai chê, thành phần nào chê mới đáng sợ. Chứ có những thành phần họ chê mình lại càng vui à. Thành phần mà quá bệ rạc mà nó chê mình nên đương nhiên là mình phải khác với họ rồi. Cho nên cái đó là cũng là cái để ý. Trời mây vạn kỷ mây trời, mây đi mây đến trời, mây mây trời, sự vật nó muôn đời nó vậy à. Không ai làm cho nó mất được. Bởi vì nó là những cái hiện tượng giảng pháp này, nó là thị chư pháp không tướng. Cái tướng không của nó là bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, thì làm sao mà nói được. Mây đi mây đến trời, mây mây trời, có không không có ngôn từ, có không không có muôn đời, có không muôn đời, đời nào cũng vậy à. Có và không này là không bao giờ là mất đi được. Diệt sanh sanh diệt não lòng, diệt sanh sanh diệt chẳng mòn chẳng thêm. Thì chỉ có công tướng bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Cái bài này nó nhắc là cái ý tứ bát nhã không. Nghe giống như nó thơ lục bát chơi vậy chứ, cái ý nhắc nhở. Nên những người mà học Phật là đọc cái này kỹ đi rồi nó nhắc nhở mình dữ lắm á. Có không không có ngôn từ, có không không có muôn đời, có không. Giảng pháp này mà mình nói là có cũng không thiệt có.
mà mình phủ nhận hết trơn, mình phủ nhận cái bằng sổ tạc đó, mình nói không có gì hết là cũng không trúng. Do vậy cho nên mình phải hiểu rằng có là không phải thật có. Vì cái có đó là cái có duyên sanh, mà duyên sanh thì là nó có đó rồi, nó sanh đó, nó trụ đó, nó dị đó, nó diệt đó. Do vậy mà gọi là duyên sanh như quyển, cái có đó là cái có như quyển. Cho nên nó không là không được. Còn bảo rằng không, nó như quyển vậy là không ư? Có. Không là một sự thật. Bởi vì dạng pháp không có cái gì nó tồn tại là muôn đời được hết. Luôn luôn là nó ở trong cái chữ thế, thế giả là thiên lưu chi nghĩa đó. Nó luôn luôn là nó biến chuyển, rồi nó sinh, nó trụ, nó dị, nó diệt, nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không. Nó sinh, nó lão, nó bệnh, nó tử, tùy theo sự vật hiện tượng mà nói. Do vậy cho nên là cái không không phải là không trơn. Cái không mà không trơn, không có gì hết, giống như lông rùa xưa nay không có, cái không đó là không phải cái không đó. Giảng pháp gọi là không đó, không phải là cái không như lông rùa, như sừng thỏ. Nói rằng con thỏ có sừng, không có. Từ xưa nay con thỏ không có sừng. Từ xưa nay con rùa không có lông. Cái không đó là cái không vĩnh viễn không. Còn như cái chữ mà giảng pháp thì không đây á, giảng pháp dạy không đây á, có nghĩa là không phải là hoàn toàn không có, mà nó vẫn có. Có mà nó quyển có, nó giả có. Do vậy mà có không, không có chỉ là ngôn từ. Có không, không có muôn đời có không. Muôn đời có và muôn đời không. Diệt sanh, sanh diệt não lọc. Diệt sanh, sanh diệt chẳng mòn, chẳng thêm. Đây, bất, bất diệt. Bất sanh, bất diệt. Diệt rồi sanh, sanh rồi diệt. Diệt sanh, sanh diệt não lọc. Diệt sanh, sanh diệt chẳng mòn, chẳng thêm. Cho nên là cái người học Phật, người ta tư duy, người ta quán chiếu về vấn đề diệt sanh này, người ta không có đau khổ đâu. Tập á, cái đó phải tập thôi, phải luyện. Cho nên là khi mà tôi nhớ lại Quyền Giác Thiền Sư mà nói câu đó là tôi phải thiền định tôi mới biết kỹ được chứ. Quyền Giác Thiền Sư nói rằng du gian hải thiệt sơn xuyên, tầm sư phóng đạo vị tham thiền, tự tùng nhẫn đắc tào khê lộ, và liễu tri sanh tử bất tương can. Có nghĩa là tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm sư học đạo, hỏi về tham thiền, cho đến ngày tỏ ngộ cái chỉ thú của tào khê. Tào khê là chỉ cho lục tổ Huệ Năng á. Cho đến ngày tôi tỏ ngộ được cái chỉ thú của Tào Khế thì sự sinh tử chẳng có gì đáng để tâm dính dáng. Thấy rõ rằng là Tào Khế lục tổ Huệ Năng dạy là ân vô sở trụ chỉ sanh kỳ tâm, mà bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ân vô sở trụ chỉ sanh kỳ tâm. Lục tổ Huệ Năng ngộ kinh Kim Cang Bát Nhã cái đoạn đó, cái đoạn mà Đức Phật dạy rằng các hàng Bồ Tát bố thí là ba la mật đó. Bố thí ba la mật là bố thí bằng cách nào? Không có phải mình làm tiền cho có cả ngàn ngàn tỷ rồi đem đi cho rồi, cái đó không phải đâu nha, coi cái đó trật lất à. Rồi đi bố thí cái đó trật lất à, đừng có tưởng cái đó là làm vậy rồi có phước nhiều đó, tội nghiệp cho Phật Thích Ca lắm đó nha. Lương Võ Đế 4 lần đi làm thầy chùa, đi vô chùa, đi nhổ cỏ, Lương Võ Đế tu trật lất. Cho nên tôi bây giờ tôi chỉ luôn tới mấy ông Trung Quốc hồi xưa nữa, chứ đừng nói những cái người tầm thường bây giờ thì không nhầm vậy đó. Tôi chỉ cái trúng, chỉ trúng, nhưng mà người ta không nghe rồi cũng như không à. Lịch sử Trung Quốc mấy ông tổ đó, gọi là tổ tổ, gọi là cao tăng, cao tăng, cao tăng đó, tôi chỉ tuốt luôn hết. Ông nào làm bậy, ông nào nói bậy chỉ cái một. Còn như tôi giờ tôi làm nào bậy, cái nào nói bậy tôi cũng biết cái một. Vấn đề chỗ đó đó. Vấn đề là có được giải thoát giác ngộ bao nhiêu, cái đó mới quan trọng.
Chứ còn cỡ như tôi giờ là kinh điển, giờ tôi chỉ ông nào làm bậy tôi chỉ cái một. Nhưng mà nói là nói thí dụ vậy thôi, chứ còn mình của người ta đang làm chỉ bậy, người ta cho học trò tao quánh chết à. Nói vậy chứ không dám chỉ. Biết vậy thôi, cũng như Đức Phật Thích Ca xưa biết nhiều lắm chứ đâu phải biết nhiều vậy. Nhưng mà không dám nói nữa, nó quánh chết. Ông Mục Kiền Liên là bị tụi nó quánh đó, bị cái đám ngoại đạo nó quánh chết đó, có người bị quánh chết à. Cho nên là Phật Thích Ca là dùng cái nhẫn nhục mà làm mặt. Cho nên là nó phao du Phật Thích Ca cũng nhiều chuyện lắm đó chứ, nhưng mà đều nhờ Đức Phật ông nói không với giảng pháp. Ông Phật Thích Ca không thèm cự, cho nên nó không có đánh. Chứ mà cự nó đánh đó. Mục Kiền Liên nói mạnh quá nó cũng đánh. Cái bọn lá hình ngoại đạo nó đánh chết. Và trong 28 vị tổ cũng có những ông tổ bị ám sát. Nhưng mà đều mấy ông tổ là tự tùng nhân đắc tạo khê lộ liễu tri sinh tử bất tương can. Nhân đời sống chết thì người ta có ai không nhầm vậy đó. Chết là chết chơi, sống là sống chơi, không sống nữa là chết chơi, thằng nào giết thì kệ. Gan gì đó, gan lì vậy đó. Mà nói gan lì chứ không phải gan lì, mà đề tài nó vậy. Chứ giờ nó nó giết chết thì làm gì nó. Cho nên tôi nói mạnh vậy là cũng nhiều người sợ giùm tôi lắm đó chứ. Nhưng mà tôi nghĩ không có. Bởi vì tôi nói là tôi không có cạnh tranh với ai hết á. Tôi nói và tôi biết là tôi nói như vậy chứ mà không trúng. Nó trúng với ai bằng lòng nghe thì nó trúng. Còn ai không bằng lòng nghe là tôi biểu cứ bỏ đi. Đừng thèm nghe. Tôi nói không có trúng đâu. Cho nên đừng có sợ. Là tại vì ai đi con đường của khất sĩ của Phật Thích Ca thì nghe tôi nó mới có trúng, nó mới có thấy trúng ha. Còn người ta không đi con đường tôi thì người ta không nghe. Mà tôi cũng xác định rằng tôi nói gì cũng không trúng mà. Cho nên là ai không muốn nghe là cứ bỏ, cứ quăng, cứ dục, cứ nép, không có sao hết. Cái sự vật là diệt sanh sanh diệt não lòng, diệt sanh sanh diệt chẳng mòn chẳng thêm. Cái câu này nó dựa vào cái thiện chi pháp không tướng. Cái tướng không của vạn pháp là không sanh, không diệt, không thêm, không bớt. Và theo mà trung luận của ngài ông gì? Trung luận không phải của Ba Minh, Đại Thừa Khởi Tính của Ba Minh, còn trung luận là của ông. Bây giờ nói nhiều cái nó muốn quên gì nó quên à. Của Long Thọ. Trung lực của ông Long Thọ. Long Thọ người ta gọi là Long Thọ Bồ Tát. Chứ không một ông tổ thông minh vậy thôi. Cái chữ Bồ Tát là để cho ai cũng được hết á. Ai là người có trình độ giác ngộ mà nó từng mức lên, nó tiến lên đó, trên đường giác ngộ mà nó tiến lên từng mức đó thì gọi người đó là Bồ Tát. Thì cái ông Long Thọ này là ông này có trình độ giác ngộ, ông làm bộ trung luận cũng hay lắm, hay không, nó không có thua gì ông Mã Minh hết á. Long Thọ Mã Minh là trong hàng 28 vị tổ mà, cái bằng nhị thập bát tổ ở Ấn Độ. Ông đó làm cái mà bất trung đạo đó. Kinh Bát Nhã thì gọi là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Còn ông kia ông thêm bất nhất bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập. Thêm cái đó gọi là bất trung đạo. Mà cộng với cái Bát Nhã mà là mà cái thành đó, nó là thập nhị, thập tam, thập tứ nhất, thập tứ trung đạo gì đó, nhiều thứ lắm. Diệt sanh sẽ diệt não lòng, diệt sanh sẽ diệt chẳng mòn chẳng hao. Còn mất còn mất tiếc thương. Vì còn vì mất ai lường ai đông. Ừ, cái mất ra để rồi nó sanh ra. Mất cái lượng sống này để nó sanh cái lượng sống khác. Lượng sống này lặn để nó nổi ra cái lượng sống kia. Cái cây này chết rồi để nó sanh ra cái cây khác.
Vậy con người này chết nó sanh cái đợt người khác. Do vậy cho người từ xưa nay chết biết là bao nhiêu, nhưng mà nhân loại mỗi ngày nó mỗi đông chứ đâu có bớt. Sự vật hiện tượng là nó quá quá, nó sanh sanh, rồi sanh sanh, rồi nó diệt diệt, rồi sanh diệt diệt sanh, sanh diệt vô cùng vô cực. Cho nên là sự chết đó, mất còn còn mất tiếc thương đó, vì còn gì mất mà ai lường ai đông, nói cái đó không có trúng. Vì vậy mà quyền giác nó tự tùng nhân đắc tạo khai lộ mình liễu tri sinh tử bất tương can. Cái sự sống chết của mình mà mình hiểu chân lý rồi đó thì y như là sống ngoài biển vậy đó. Có lúc thì nó lăn tăn, có lúc thì nó thành sống lượng, có lúc nó thành nó gọi là sống bạc đầu, sống lưỡi búa, thậm chí có lúc nó thành là sống thận. Nhưng mà tất cả rồi, cuối cùng rồi cái thể của nó là không có sống gì hết. Từ cái thể nó không có sống gì hết mà sinh ra các cái sống lăn tăn, rồi sống lượn, rồi sống bạc đầu, rồi sống lưỡi búa, rồi sống thần, vân vân. Sự vật nó duyên sanh như vậy đó. Cho nên gì còn gì mất, ai lường ai đông, lường đông không được, nói không được, nói nó không có trúng. Nhưng con người chết rồi đừng có sợ mất. Tôi có làm mấy bài thơ sau này nè, đang in cái ngón tay chỉ tăng 7 này, có những bài mà tôi gọi là tôi nhắc nhở để nâng nâng trình độ của Phật tử lên một tầm cao mới, có những ý tứ hay lắm. Nhưng mà tôi nói hay là hay với ai, chứ không phải ai cũng hay. Do vậy cho nên là đừng có sợ, tôi nói vậy đó, đối với ai hay mà đối với ai người ta bỏ, ta không thèm nghe đâu. Cho nên các vị mà nghe bực bội đừng có bực bội, không chịu là cứ dục luôn cái cuốn đó, hoặc không nghe gì hết. Sinh tử bất tương can là đối với quyền giác thượng sư là vậy. Cỡ như tôi giờ cũng thật ra là sinh tử bất tương can đấy. Cho nên có làm mấy bài thơ, tôi muốn chết, chết chơi chết một mình. À tôi có cái bài thơ vậy đó. Bài thơ này người ta nói tôi là gì đó, là tiêu cực, yếm thế vậy đó. Kệ, ai muốn nói gì nói. Nhưng mà đây là tôi đọc mấy bài thơ này chơi nè. Đây. Tôi chết vì do bởi tại tôi. Vì tôi, do tôi, bởi tôi, tại tôi chết. Ai ghé là tôi xác định rằng tôi phải chết. Chứ không có lý do gì mình đổ thừa cái gì hết đó. Đừng có nói bệnh tim, bệnh phổi, bệnh tâm, bệnh gan, không bệnh sức nữa. Cho nên là đối với tôi là không cần nói bệnh cũng được. Nghĩa là tôi phải chết. Chết bằng cách gì cũng được, bệnh gì cũng được. Tôi chết vì do bởi tại tôi. Thiên nhiên dĩ định thuận theo thời. Thiên nhiên dĩ định mà. Có sinh là có trụ, có dị, có diệt, có thành là có trụ, có huệ, có không. Có sinh là có lão, có bệnh là có tử. Cho nên là nói là bệnh này bệnh nọ, tôi có nhắc nhở với những người mà học với tôi đó. Tôi nói là lúc nào đó mình đi thầy thuốc, mình đừng có thèm nói nhiều. Nói tôi và tôi đau vậy đó. Thầy có cái thuốc gì thầy cho tôi cái đó vậy thôi. Còn khỏi cần nói tôi là bệnh hẹp van tim, hay là mật có sạn, hay là thận hư gì đó. Nói nhiều cũng vậy à. Tôi vậy đó, thầy cho gì đó thầy cho, khỏi cần đó. Bởi vì trước sau gì tôi cũng chết. Tôi chết vì tôi bởi. Tôi chết vì do bởi tại tôi. Thiên nhiên dĩ định thuận theo thời. Chư quân khỏi sót đừng thương tiếc. Nghe ngày nào mà các vị nghe tôi chết thì đừng có sót. Đừng có sót xa, đừng thương tiếc. Bởi vì sao vậy? Vì mang kiếp phù sanh phải vậy thôi. Mang kiếp phù sanh là phải vậy thôi à, phải chết à. Do gì bởi tại mình chứ không gì hết à. Nó già rồi nó chết vậy đó. Tôi chết do bởi tại tôi. Thiên nhiên chỉ định thuận theo thời. Chứ quân khỏi sót đừng thương tiếc, mang cái phù sanh phải vậy thôi. Và bài thứ hai là tôi muốn chết chơi chết một mình. Tôi chết mà tôi gọi là chết chơi chứ. Người ta nói tôi khùng mà kệ, ai nói gì nói cũng được.
Ta nói tôi khùng chết rồi, gọi là chết chơi là sao? Nhưng mà tôi nói đó là tôi chơi à, tôi thích chơi quyền giác thiền sư à. Quyền giác thiền sư nó tự tùng nhân đắc tạo, khê lộ liễu tri sinh tử bất tương can đó. Chết không có sợ hãi gì nữa, tôi cái chết chơi mà. Từ cái ý tứ quyền giác thiền sư đó mà tôi diễn đạt ra, tôi thiền định tư duy quán chiếu kỹ, đúng. À tôi mới viết ra cái ý tứ vậy. Tôi muốn chết chơi, không có nhầm gì hết đó, chết chơi mà muốn chết một mình nữa. Chứ mà chết mà rước tới 20-30 người lại niệm Phật đó không chơi à nha. Làm cái đó mà ồn ào cái đầu tôi không có chịu à. Tôi biết rồi đó, có những người đó cũng thuộc về thành phần học trò tôi đó. Nằm nhà thương người ta chê rồi. Ta chê rồi cái ta đuổi ta đem về chùa. Đem về chùa rồi cái tăng ni 40-50 người vậy đó. Là niệm Phật rên trời vậy đó. Để ta cầu cho Phật rước giảng sanh. Mồ tổ ơi, tụng rần vậy đó. Rốt cuộc rồi cái bà này á, cái vị sư ni này là sống thêm là 8-10-12 năm gì đó. Té ra là Phật Di Đà mời ông lại, ông không rước là sao? Tại sao ta mời ông có người ta mời ông rước, còn có người ta cũng mời rần vậy mà ông không rước là sao? Là mất uy tín luôn cả Phật Di Đà nữa hay sao? Rõ ràng Phật Di Đà kia đó mất uy tín chứ gì. Nhà thương che rồi. Mà ở đây cái chùa này 40-50 người đó, mà niệm rần vậy đó. Mà cái vị bệnh hoạn đó rốt cuộc rồi sống thêm mấy năm nữa. Sống thêm 7-8 năm, 10 năm gì nữa đó. Thì cái điều đó nói là cái gì? Điều đó nói lên cái cầu tiếp dẫn, gọi là tụng tiếp dẫn như vậy là sao? Tại sao lúc đó Phật Di Đà không tới là sao? Phật Di Đà là giống như là mặt trăng trên trời á, hễ nước trong mà trăng hiện. Dù cho ta có 1 tỷ cái chén nước trong đi nữa là trăng cũng phải hiện vào trong đó, là lý đương nhiên nó như vậy. Phật Di Đà là tự tánh Di Đà của ta. Lúc nào tâm thanh tịnh thì có Phật Di Đà hiện. Còn ở đây lại không nói cái đó, lại mời Phật Di Đà ở Tây Phương tới rước. Tại sao bữa đó Phật không đi, nói nghe thử. Mà nói không đi thì nói không đi cho tôi biết chứ. Tại sao lại không cho cái điểm gì để cho người ta biết, người ta tụng rần vậy là Phật không rước là sao? Cho nên là tôi muốn chết chơi và tôi muốn chết một mình đó nha. Tôi ở đây là có bữa tôi dân dỗng ngoài rừng, tôi nằm mình tôi chờ tôi chết mình chơi vậy đó. Chết mình nó khỏe, nó thoáng, nó nhẹ nhàng dữ lắm. Nhưng mà được cái muốn là chưa được, cái đó là phải nói cho rõ là cái mình muốn là không đơn giản đâu. Cũng như cầu nguyện không bao giờ được, gian sinh lại lục khấn khứa gì cũng không bao giờ được. Mà cái đó là phải là thân thiên nhiên dĩ định thuận theo thời. Lúc nào đó nó già, lúc nào đó nó chết, lúc nào đó nó cây đèn nó hết dầu nó mới tắt. Chứ nó chưa hết dầu là nó không có tắt. Cái sức lực của mình, cái ngũ quẩn thất đại của mình mà nó chưa kiệt quệ thì nó không có chết. Cho nên dầu có muốn có dân dẫu có nằm ở ngoài rừng để chết, cô tịch chơi, cô không chết. Nhưng mà ý muốn mình đây để nói cái này để mà nhắc nhở cho chính mình và cũng nhắc nhở cho Phật tử là đừng có sợ. Mà chết là đừng có niệm Phật gì hết trơn á. Niệm Phật mà kêu tên Phật Di Đà vậy thì sao trúng được. Cho nên cái ngày tôi chết là tôi muốn chết chơi, chết một mình, chết trong quạnh quẻ giữa thênh thênh. Giữa thênh thênh là cái chỗ mà không có ai tụng niệm gì hết trơn á. Trong một cái nhà hay trong một cái phòng vắng vẻ, hoặc là ở chỗ nào đó theo ý thích của mình. Mời mấy thầy lại mà nhà mà đánh mỏ rộn cái đầu lắm mà nha. Tôi nói thiệt là cái ông nào mà chế ra cái mỏ đó, cái mỏ tụng kinh đó là ông đó phá hoại đạo Phật đó mà đều xưa nay không ai dám phê đó. Rồi tôi nói người ta chửi tôi nữa. Chế là cái chuông là tôi còn tha thứ được ha.
lâu lâu vậy đó tụng ngồi mình đọc cái rồi mệt cái rồi mình muốn suy gẫm rồi mình đánh tiếng chuông nghe một cái bo cái này mình để đó mình nghe cái tiếng chuông đó rồi mình nghiệm cái câu kinh đó tôi có thể tha thứ cái chuông. Hãy nói cách khác là tôi có thể cũng là bằng lòng dị tình mà chịu đựng và hoan hỷ với cái chuông thì được, mà còn cái mỏ là dục thì cũng không có tiếc, không có gì đáng tiếc. Ngồi đó mà đánh cốc 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 cũng vậy nè, nó phá hoại cái đầu vô cùng, sai cái gì được. Cho nên một cái truyền thống không phải ai bày ra cũng mình cũng nghe đâu. Văn như tư, tư như tu chứ. Nghe cái gì nó đúng, nó đúng là chân lý, nó có đem lại cái an lành, cái hạnh phúc gì đó mình mới nghe chứ. Còn nó bài tầm bậy mình cũng nghe nữa là sao. Cho nên là cái chỗ tôi ở đây là có người ta để lại mỏ đàng hoàng, nghe mỏ là mỏ ngoài Nha Trang hay ở Quế gì đó, chạm đẹp lắm đó, mà không đời nào tôi đánh cái mỏ. Nhưng mà tại ta để là trong cái chỗ liêu liêu đường tôi cũng có mỏ đàng hoàng. Còn cái chuông á thì cái chuông này họ để lại chuông này tôi chịu nè, nè. Chuông này ngon à, chuông Quế à. Tôi hồi tôi học trong trường Phật học cũng vậy đó, những cái buổi mà rảnh rang là tôi đi tụng kinh một mình tôi. Ngoài cái tụng tập thể ra đó là thời khắc chung, còn tôi tụng một mình tôi là thỉnh thoảng tôi đánh tiếng chuông vậy đó. Mà cái thời gian đánh tiếng chuông đó là tôi ngồi tôi nghiệm từng cái ý nghĩa của cái câu kinh. Đó là bản chất của tôi học từ từ hồi nhỏ tới giờ nó vậy. Còn cái mỏ là tôi không thèm. Cho cái mỏ tôi đem dục cũng còn được nữa. Nhưng mà đều cũng không dùng chi thôi, kệ nó để đó. Để đó đặng cho người ta, mấy người mà ngu ngu đó, người ta nói mình chắc cũng có tu. Cho nên là chỗ thầy ở cũng có chuông, cũng có mỏ. Chứ mấy người trí thức thì người ta nói, ôi, thằng cha này cũng ngu như người ta vậy. Tông ra đấy thì yên tĩnh chứ. Quánh mỏ vô phá hoại cái tai, cà giặt vậy thì sao mà cái đầu hiểu được. Nên tôi nói này là người ta nghe, người ta ghét dữ lắm. Nhưng mà nói chứ bởi vì tôi nói tôi đâu có năn nỉ ai nghe đâu, cho nên hãy ghét là đừng nghe vậy thôi à. Mà bây giờ dễ lắm, y như là nghe ra vô, cái nào không dễ là tắt vậy thôi. Tôi muốn chết chơi, chết một mình, chết trong quạnh quẻ giữa thênh thênh, hòa tan vũ trụ theo sương mốc. Đây, cái câu này là hai câu chốt này là dữ lắm và ngàn sâu sắc à. Hòa tan vũ trụ theo sương mốc, hội nhập trời mây lẫn nước non. Hai câu này là để nhắc nhở rằng là ta chết mà nếu mà ta đi theo con đường Phật Thích Ca đó là ta trở về với cái pháp thân của ta. Pháp thân là gì? Ăn cơm mà bữa nào là tăng ni trong chùa tập thể ăn cơm có bưng cái chén cơm á, cung dường thanh tịnh pháp thân tỳ lo giá na phật viên mạng bao thân lo xa na phật viên thiện ba ức hoa thần Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đó là nghi thức đó, nghi thức của mấy ông tổ nào đó không biết ta soạn ra. Chứ còn hồi đó tôi học là bao nhiêu chục năm ở trong trường cũng phải sống như ta vậy. Nhưng mà khi mà tôi đã tỏ ngộ cái chân lý ra rồi đó thì không có cúng cái gì hết á. Pháp thân tỳ lô giá na Phật mà ăn cơm cái gì mà cúng. Pháp thân tỳ lô giá na Phật là cái thân kêu bằng biến dứt thiết xứ. Cái chữ tỳ lô giá na nó là biến dứt thiết xứ. Phật đây là Phật tánh của tất cả. Nó tồn tại, nó hiện hữu vô cùng vô cực ở trong cái thiên nhiên vũ trụ. Cái tánh đó là tánh Phật. Tánh Phật là gì? Là cái tánh mà không hề có bị lục dục thất tình ngũ cái thập triền nó tương quan ở trong đó, tự nó thanh tịnh bản nhiên, gọi đó là pháp thân tỳ lô giá na.
Cho nên là mình mà chết rồi đó là nhân duyên nó tan rã cái thân ngũ ấm thất đại này rồi đó, là mình trả về với cái tự tánh thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na, biến nhất thiết xứ, nó hòa tan ở trong vũ trụ, nó hòa, nó hội nhập ở trong 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 mây, trong nước, trong cỏ cây hoa lá, chứ nó không có một cái hồn gì đâu. Hai câu này là ai bằng lòng nghe đó thì nó hay đó, còn không bằng lòng nghe thì người ta nghe người ta nói mình khùng cũng được, không sao hết. Chết trong mạnh khỏe giữa giữa thân thân hòa tan vũ trụ theo theo xương mốc. Xương mốc là cái buổi xương buổi sáng đó, xương buổi buổi sáng đó. Mà nó mịt mù vậy đó. Ở chỗ Tây Nguyên tôi này là cái buổi sáng nó mịt mù cái là dòm nhau 10 thước không thấy đó. Vậy mà mặt trời vừa lên là nó đi mất mà đố ai tìm cái đó nó ở đâu. Nó hòa tan vậy lẫn đó. Mà mình chết rồi cái con người của mình nó hòa tan cỡ vậy đó, y như xương mốc hòa tan vào trong ngày trong đêm của vũ trụ vậy đó. Nó còn ở đâu mình không biết, mà nó vô trong cái gì mình cũng không biết. Xương mốc nó hòa tan vậy đó, và nó hội nhập với trời mây, nó hội nhập với cỏ cây hoa lá, thực vật động vật khoáng vật, nó hòa tan chung với hiện tượng vạn hữu vậy đó. Mà hiểu được như vậy rồi đó thì tự tùng nhận đắc tạo khê lộ là liễu tri sanh tử bất tương can đó nha, không có sợ à, chết không có sợ à. Cho nên bây giờ ai hỏi tôi có sợ chết đâu, tôi nói tôi không hề có sợ, mà tôi nghe ai mà chúc sức khỏe tôi mà sống trong tuổi tôi rầu muốn chết, nhưng mà mình không lẽ mình phản đối ta cái tục lệ ta chúc mừng vậy đó, ta cầu mình sống dai. Nên mình không chịu thì mình cũng cười cười nín nín vậy, chứ còn mình phản đối nghe sao được. Bởi vì người ta dạy rằng, thông thường người ta dạy rằng là ai mà sống lâu là người có phước. Người mình cãi thì người ta nói mình tặc. Chứ kỳ thật là sống lâu quá không được đâu, cực lắm bà nha. Sống lâu cực lắm. Bữa trước tôi có nói rồi đó, Đức Phật Thích Ca là thọ 80 tuổi là trung đạo đó. Thế mà sống thêm nữa là răng nhai không được, mắt mờ tai điếc, chân mỏi gối dùng đi khất thực không được, rồi ai xin đem về rồi quậy ra rồi bỏ vô cố sai cho ăn hay sao? Cực quá vậy. Mà hồi xưa Phật Thích Ca đâu có cái máy quay xe tố đâu mà xay cơm xay gạo ra cho ăn. Cho nên là Phật nhấp chừng không được. Thôi 80 vậy à, hết nhai được là chết, hết đi khất thực được là chết. Mà Phật chết là ta gọi là viên tịch vậy, chứ còn nói nôm na là Phật chết vậy chứ không có gì hết. Gọi chữ viên tịch là gọi cái từ tôn kính, chữ viên là tròn đầy, cái người phước báo tròn đầy, cái người trí huệ tròn đầy, gọi là viên tịch. Đó là cái chữ tôn kính thôi, chứ còn cũng chết y như mọi người. Mọi người chết thì cũng kiên cử nhau, gọi là từ trần, gọi là quá giảm, gọi là thất lọc. Còn nhà vua chết là gọi là băng hà, chết cũng chết à. Thứ à, cái thứ là nín thở rồi, nếu mà không chôn rồi để nó thứ ình giống nhau chứ không có gì lạ hết. Cho nên là học kỹ rồi là nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự tướng là vậy đó. Nó xa rời cái tướng văn tự, đừng có chấp mắt cái tiếng văn tự. Cái văn tự mà chấp mắt là mình cũng không có giải thoát được đâu. Sự thật là Phật cũng vẫn chết thì ai vậy. Và nếu không tin thì đừng có đốt đi, đừng có tà tì đi, tà tì là đốt đó. Đừng có đốt đi để coi ông cũng thú như ai vậy. Viên tịch cũng thú như ai vậy. Cho nên là học Phật không có cái gì lạ đó. Cái vấn đề là an lạc ở trong đời sống, nhẹ nhàng ở trong cái sinh hoạt của cuộc đời mình đây nè. Mà từ cái sinh hoạt của cuộc đời này mà nó an nhàn, nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng đó, thì cái ngày mình chết rồi là mình hòa tan vào trong vũ trụ nè. Hòa tan vũ trụ theo sương khói nè, hội nhập trời mây lẫn nước non nè. Rồi nó không có khổ vậy đó. Mà ngay bây giờ là phải cho khỏi khổ mới được. Phải cho nhẹ nhàng, cho bớt khổ cho tới khỏi khổ. Cái đó là cái kết quả của đạo Phật.
Còn mình làm không được như vậy đó, mình lại lục rồi, mà đi 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 giật quýt đầu này đầu kia rồi giật hụi rồi mua gian bán lận rồi ăn rồi hối lộ hay gì đó, tham nhũng gì đó, mà kiếm ngàn ngàn tỷ thì đem đi cúng chùa đó nghe, trật lất. Đạo Phật không phải vậy đâu. Quá giờ đi ra. Cái gì? Tôi để ý hai cái bài này tôi nhắc nhở đó. Chúng ta, cái ngày chết của chúng ta là hòa tan vũ trụ theo xương mốc, hội nhập trời mây lẫn nước non. Đó là trở về với pháp thân Tỳ Lô Giá Na của chúng ta đó. Cho nên hồi đó mà tôi học cái bài đó, bây giờ tôi nhớ là tôi buồn lắm. Cung dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Phật Tỳ Lô Giá Na mà ăn cái gì mà bưng cái chén cơm lên là cúng là sao? Viên mãn bao thân Lô Sa Na Phật. Viên mãn bao thân là cái thân Lô Sa Na đó, là cái thân của Phật Thích Ca đó. Mà Phật Thích Ca đã chết rồi, đã viên tịch rồi, mà bây giờ mà bưng chén cơm lên cúng là cúng sao? Cho nên là trong đạo Phật của chúng ta, những cái nghi lễ tầm bậy tầm bạ mà mấy cái ông Trung Quốc hồi xưa họ đặt ra đó nha, coi chừng, làm cho cực khổ và không được cái gì hết. Rồi lỡ đặt ra bậy bạ rồi, rồi mấy cái ông cũng là mấy ông Trung Quốc mà mấy ông tổ khôn đó, họ đặt ra. Họ đặt ra rồi họ có những ông cắt nghĩa hay lắm. Thí dụ như là có những ông tổ mà nó giết những người sám hối, nó bắt người ta lại chết bồ tổ người ta. Thí dụ như nó làm ra từ bi thủy sám bắt lại, rồi dược sư thủy sám bắt, dược sư sám pháp bắt lại, rồi là lương hoàng sám lại chết bồ người ta. Rồi các cái ông khác nó nghe nó quản, nó thấy ngu quá, bài đặt ngu quá, nó quản nó muốn đến chết mà cũng không dám đến chết thẳng thừng. Rồi nó nói rằng là lại nó có bảy cách, mà trong đó có cái gọi là phát trí thanh tịnh lễ, chánh quán tâm thành lễ, rồi thật tướng bình đẳng lễ, có nghĩa là nói lại mà không cần lại. Còn cái lại mà mình lại lên lại xuống đó gọi là thân tâm cung kính lễ, gọi là ngã mạng lễ, gọi là cầu danh lễ. Nói chi cho nhiều chuyện vậy thì mình nói là lại không có được cái con khí khô gì hết á. Lại cầu nguyện không có thằng nào, con nào, đứa nào, ông nào, bà nào, đấng nào giúp được cho mình cái gì hết. Đừng có lại nói vậy cái cho rồi đi. Bài đặt nhiều chuyện trần ai khổ nhọc, nghe cho nó dòng do tam quốc mà làm cho khó hiểu. Đó là tại vì nhát gan không dám nói thẳng vậy thôi. Nó thẳng sợ mấy ông kia nó quánh, sợ mấy ông kia nó có đệ tử rồi nó rủ đệ tử là nó quánh mình hay sao đó. Chứ còn nói thẳng kia là đạo Phật không có lại. Bằng cớ là Đức Phật không lại bất cứ một thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đấng nào hết. Mà nói vậy cho nó rồi đi. Còn chết ra thì còn nói gì nữa, thì nó là hội nhập. Mình chết cái ngày đó là hòa tan vũ trụ theo xương mốc, hội nhập trời mây lẫn nước non, chứ không có bằng thờ tổ gì hết, không cần. Mình nói vậy đi. Tổ đâu đâu cái hồn, bởi vì người tu hành không có chấp nhận có cái hồn, mà không có cái hồn thì không có cái lên bàn thờ mà ngồi được. Mà bàn thờ nhỏ xíu vậy, để chiếc đèn rồi tùm lum vậy là sao ngồi ngủ? Mà chẳng lẽ cái hồn là chết rồi còn nhỏ xíu sao? Mà còn nhỏ xíu thì tại sao cúng cơm lại ăn được là sao? Đem cơm, đem đồ ăn, cúng dỗ tổ thì kia còn ăn được. Mà ăn được là vậy là cái hồn ba lớn. Mà hồn lớn thì là ngồi trên bàn thờ không được. Mà ngồi bàn thờ được thì là cái hồn nhỏ xíu. Mà nhỏ xíu thì đem cơm, đem đồ ăn dọn đầy bàn vậy đó cúng thì làm sao mà ăn được. Cho nên làm tầm bảy tầm bả tầm lúc vậy đó mà không ai dám sửa hết đó. Mà đạo Phật thì phải văn di tư, tư di tu, nghe rồi là phải tư duy. Văn chữ văn là nghe nha, mình nghe cái ai nói đó,
Nghe pháp sư nào nói, nghe Đức Phật nào nói, nghe Bồ Tát nào nói, mình phải nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ phù hợp chân lý rồi mới làm theo, gọi là tu. Cái đó đó, cái đó là tôi nhắc hoài, cái đó cũng khó chịu dữ lắm á. Mà những cái đơn sơ vậy mà nghe không nổi mà không hiểu là xin lỗi, là tu theo đạo Phật mình không có nhờ cậy được gì hết trơn. Mà đa số ngày nay là nhiều người tưởng tượng mình là đệ tử Phật, mình là quy với Phật rồi, có tên tuổi pháp danh đàng hoàng á, mà không có nhờ cậy được đạo Phật là tại vì mình tu sai. Tu sai là cái gì? Thí dụ như mình lại mỗi ngày mấy chục lại để làm gì? Để đem kinh ra tụng mà quánh mỏ và gần rụng cái tay vậy đó. Cái mỏ là cái phá hoại kinh điển, phá hoại đầu óc. Vậy mà mình cũng không dám bỏ nữa thì còn gì nữa mà gọi là Phật. Cho nên tôi nhắc với Phật tử là một cái chuông thì có thể được. Vừa tụng vừa nghiệm, mà tụng không cần tụng lớn. Xem, coi, nghiệm câu nào cần tìm nghĩa lý là ngồi đó và tư duy nghĩa lý đó, là tụng niệm là vậy đó. Chứ mà tụng lớn lên để rồi cuối cùng rồi phúc kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng quốc gia hồi hướng hộ nguyện pháp giới chư chúng sanh tốc giảng vô lượng qua Phật sát, cái đó đem ra các nghĩa là các vị làm trật hết ráo. Nếu mà ai muốn cắt nghĩa thì tôi chỉ cho con, tôi chỉ cái sai, cái trật của các vị cho các vị coi, chỉ một cái là biết liền. Chỉ có cái điều là người ta không dám sửa. Ta dám sửa ta sợ tội. Thì cái đó là cái chuyện, đó chuyện của người ta. Chứ còn đạo Phật là dạy văn nhi tư, tư nhi tu, nghe rồi suy nghĩ rồi mới thực hành mới tu. Tôi đọc tiếp, cái này mà triển khai là nói hoài, nói nhiều cũng được, nhắc nhở mà. Ghét thương thương ghét mặt lòng, ghét thương thương ghét cái vòng thị phi. Đấy, cho nên là tôi không có ngán vậy đó, ai thương ai ghét cũng được, không sao hết. Ghét thương thương ghét cái vòng thị phi, mà nay thương cho mai mốt ghét hả? Nhiều người trước đây cũng có nghe tôi đó chứ, rồi giờ có người tự nhiên giận đó, giờ tôi không thương ông đó nữa, tôi không nghe ông đó nữa, rồi kinh điển rồi của tôi đã dục có chứ, tôi có nghe hết, nhưng mà tôi biết rồi, tôi đã giữ trụ rồi, cho nên đâu có gì đâu mà ngại ngùng. Ghét thương thương ghét mặt lòng, ghét thương thương ghét cái vòng thị phi, hơn thua phải quấy là gì? Bởi lòng phân biệt so bì mà ra, do mình phân biệt, mình chấp bắt, rồi mình nghe lời người này người kia nói qua nói lại đấy. Bởi lòng phân biệt so bì mà ra, đêm khuya nhìn dải ngân hà, trời sao lòng lỏng vãng đời trời sao. Cái đó nó vậy đó hà, trên đó không có ông gì trên đó hết trơn, mà có ông gì đi nữa nó khác với mình thì cũng không có nhầm gì mình hết trơn á. Cũng như là cọp với sư tử thì cái loại ăn thịt, còn trâu bò thì nó ăn cỏ, thì cái loại trâu bò mà có lại sư tử, có quý sư tử, có chịu thua thần phục gì đó mà để nhờ sư tử bưng với cọp nó giúp đỡ, làm sao mà sư tử cọp giúp đỡ cho cái loài nai hươu ngựa trâu ăn cỏ được. Ngược lại cái loài sư tử với cọp đó, nó là cái loài ăn thịt sống vậy đó, mà giờ nó có quỵ lị mà nó lại con người đi nữa, nên nhờ con người thương nó giúp đỡ cũng không được. Con người gặp cọp là bắt lấy con, lấy xương lấy cốt mà nấu cao hổ cốt, lấy xương sư tử cũng nấu cao luôn, rồi gặp con tê giác là bắt lấy cái sừng, rồi sừng tê giác bắt lắm mà. Bán nghĩa là một cái sừng là bán mấy chục triệu, bạc triệu gì mấy chục triệu một cái sừng tê giác á. Cho nên tê giác mà có lại con người đi nữa, cầu nguyện con người đi nữa, con người đâu có tha thứ đâu.
Còn con người mình lại mà cầu nguyện ông gì đó, nó đâu có giúp mình được. Nó ăn khác mình, nó ở khác mình thì làm sao nó giúp mình, mình giúp được cái gì chứ. Cho nên loài nào ra là đấy, ngu là tầm ngu, mã là tầm mã. Loài ăn thảo mộc thì ăn thảo mộc, còn loài ăn thịt sống như cọp, như sư tử, như chó sói thì nó ăn riêng của nó, không có lại nhau gì hết trơn á. Lại cầu nguyện nhau không có được, nó không có giúp đỡ bao giờ. Cho nên là người động vật là cao cấp nhất. Thì Phật dạy mình phải tự sửa thân, sửa miệng, sửa ý để cho mình có một sự an lạc của mình, chứ không có cầu nguyện ai được hết trơn. Thần thánh gì nữa, thần thánh nào, theo đạo Phật thì không có thần nào thánh nào hết á. Ai chết rồi là cũng trở về hòa tan với vũ trụ à. Cuốn mới để ra mất à? Theo đạo Phật đó thì ai chết rồi là hòa tan vũ trụ theo xương mốc mà hội nhập trời mây lẫn nước non à. Rồi còn cái nào mà nó trong sạch thì nó nhẹ nhàng, còn cái nào nó nặng đục thì nó rơi xuống nó làm đất, còn cái nào nó nhẹ nhàng thì nó bốc lên nó làm cái khí thanh. Cái kiểu đó là theo Trung Quốc gọi là thiên khai ưu tí, bàn cổ sơ khai đó. Bàn cổ sơ khai là hồi bàn cổ mà sinh ra đó thì chỉ có một cái khối, nói theo thần thoại Trung Quốc, cái khối khí. Rồi bàn cổ mới lấy cái rìu mới bổ cái khối khí đó ra, cái khí nó nhẹ nó nổi lên làm trời, còn khí nặng đục nó chìm xuống làm đất. Thì cái con người của mình cũng vậy, khi mà mình hòa tan vào trong vũ trụ như mây khói đó thì cái nhẹ thì nó sau này nó hội hợp lại, nó thành một cái thứ nào đó, còn cái thứ nào nặng thì nó thành là một cái thứ gì đó trong vũ trụ vậy. Hơn thua phải quý là gì? Bởi lòng phân biệt so bì mà ra đêm khuya, nhìn dải ngân hà trời sao, lòng lỏng giảng đời trời sao. Ngân hà thọ tỷ như gì, đố ai nói trúng ngân hà là chi. Mình gọi là ngân hà cho nó vậy đó. Khoa học ngày nay thì gọi là thiên thể. Mỗi một cái sao li ti mình nhìn thấy vậy đó, khoa học ta gọi là mỗi một cái vậy đó là một thiên thể. Mà thiên thể thì có thiên thể hành tinh, có cái thiên thể, có cái thiên thể là định tinh. Cái mà nó ít cái di chuyển thì gọi là định tinh. Còn cái mà nó di chuyển nhanh lẹ thì gọi là hành tinh. Nhưng mà dù sao nữa, cái nào rồi cũng có trong cái dòng mà sanh trụ di diệt thành trụ hoại không, chứ không bao giờ còn hoài được. Cho nên ngân hà thọ tỷ như gì, đố ai mà nói trúng ngân hà là chi. Nó là hành tinh, nó là thiên thể là vậy đó. Danh ngôn muôn thở danh ngôn có chất đâu còn là danh ngôn. Cái chữ danh ngôn này là như thức chi pháp tùng bộ chỉ là ly văn tự đó. Ly văn tự tức ly ngôn thuyết tướng. Tất cả sự vật mình đặt tên cho nó đều là danh ngôn hết đó. Ví dụ như mình đặt cái tên đó là hoa hồng, nào là hoa cúc, nào là hoa glazen, nào là hoa tường vi, nào là hoa anh đào, vân vân và vân vân đều là danh ngôn hết. Không có cây nào có tên hết, không có bông nào có tên hết. Theo các nhà khoa học thì tất cả cái đó thì gọi là thực vật. Chứ thật là cái vật đó là cái vật nó bằng thảo mộc. Chứ nó không có tên gì hết. Cho nên tất cả mình là danh ngôn hết. Kể cả cha mẹ ba má mình đặt cái tên mình cũng là danh ngôn. Cho nên muốn đặt tên gì đặt mà. Rồi mình không biết thì mình nói cái tên mình là đẹp, còn tên kia là xấu. Không có tên nào đẹp hết, mà cũng có tên nào xấu hết.
những tên là đẹp, ta gọi thí dụ như là Hoàng Yến, ta nói tên Hoàng Yến đẹp. Yến, Hoàng Yến là con chim chứ có gì đâu. Hoàng Oanh cũng là con chim, còn anh đào là cái tên này, cái tên của cái cây nó vậy đó, cái anh đào. Rồi tên Hương Lan, tức là cái lan mà nó có mùi thơm, gọi là Hương Lan. Vân vân và vân vân đều là do đặt mà ra, mà cái tên mà gọi là tốt xấu cũng do mình tưởng tượng mà ra, chứ không có cái tên nào đẹp và cái tên nào không đẹp hết. Mà phải học cho được cái đó thì cái người đó, cái người đệ tử Phật đó mới mới đi sâu vào đạo Phật mới dễ. Chứ còn chấp bắt danh ngôn là nó còn bị ràng buộc trong cái danh ngôn đó, nó còn bị khổ đau vì cái danh ngôn đó. Chấp bắt danh ngôn nó khổ đau, cũng như là chấp bắt sự nghiệp cơ đồ vậy, cũng như là chấp bắt về danh vọng địa vị vậy, nó cũng khổ đau y như vậy. Cho nên cái này khó nghe. Đố ai nói trúng ngân hà là chi? Danh ngôn muôn thuở là danh ngôn, danh ngôn có thật đâu là danh ngôn. Danh là danh từ, ngôn là ngôn thuyết, do danh từ, do ngôn thuyết, do danh từ đặt ra. Hèn chi nói chẳng trúng gì. À, cho nên cuối cùng là cái câu kết là hèn chi nói chẳng trúng gì, nói gì cũng không trúng là trúng. Vũ trụ tôi ngao du rồi cũng rõ tháng qua ngày, nhìn sinh vật thứ vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Đấy là, đó là cái quan điểm, cái chỗ sở học của ông Từ Thông, của cái ông Như Nguyễn Thiền Sư, ông nói vậy. Còn ai không nghe là cứ bỏ, không nhầm gì hết. Thử coi thật chỉ nói như này. Đời có nghĩa là thời gian. Nói đời là đề cập vấn đề thời gian. Mà thời gian và không gian thì không bao giờ xé lẻ ra được. Cho nên nói thời gian là có không gian. Ngược lại nói không gian là có thời gian. Cũng như đề cập tới sống là luôn luôn là hiểu rằng, phải hiểu rằng bản thể của sống là nước. Mà nói tới nước là luôn luôn là nước mà khuấy động nó thành ra sống. Không bao giờ sẽ lẽ ra được sống và nước. Thời gian không gian bao giờ, thời gian không bao giờ chấm dứt, thì không gian cũng không bao giờ mất được. Vạn vật hiện tượng là sản phẩm duyên sanh từ không gian và thời gian ấy, nên nó cũng không bao giờ có mất đi đâu. À, theo đạo Phật là sự vật hiện tượng là không có mất đi đâu hết rồi nha. Nếu cái ngày mà nó gọi là diệt đó, là nó trở về với cái thể không đó, rồi nó hòa tan vào trong vũ trụ bao la đấy, nó trở về thể không, rồi từ thể không nó duyên sanh ra cái hiện hữu trở lại. Cho nên là sự vật hiện tượng là diệt chứ mà không bao giờ có mất đi đâu. Danh ngôn từ ngữ đặt tên kêu gọi rõ là thứ hí luận. Cho nên tất cả ngôn từ phân biệt tốt xấu phải quấy hơn thua ở trên đời này, đạo Phật gọi đó là hí luận. Hí luận tức là nói giỡn. Nói giỡn, nói chơi, bình luận một cách giỡn chơi chứ không có thật, không có thực sự gì được hết. Cho nên tôi có thơ rằng là vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sẽ vật thú vị tôi cười và nói biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Kinh điển đạo Phật, Đức Phật thỉnh thoảng đề cập cái từ hí luận. Có tư duy người ta sẽ thấy cái thâm thúy của nó mênh mông. Hí là chơi. Hí luận là nói cho có nói để mà nói, để mà chơi. Đối với chân lý, nói gì cũng không bao giờ trúng. Cho nên nhất thiết chỉ pháp tùng bổn, vị lai ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng. Tất cánh bình đẳng, cố danh trần như. Đây là đại thừa khởi tích luận của Mã Minh, Bồ Tát nói đó.
Tất cả các pháp từ xưa tới nay. Rồi xa lìa chữ nghĩa, lìa tiếng nói năng, vượt khỏi tâm duyên, dứt đường ngôn ngữ, bạc nẻo suy luận. Đó là những cái điều mà đệ tử Phật cần phải học. Thế thì cái bài này cũng dài đó ha, thì gọi là nhắc nhở nhau mà. Hy vọng rằng tăng ni trẻ để ý rồi nghiên cứu đạo Phật lại, coi như bỏ bớt những cái hình thức mà không cần thiết đi. Tôi là tôi buồn cái mỏ dữ lắm đó nha, cho nên tăng ni mà tuyên truyền cho mọi người đệ tử có sấm chuông thì sấm, mà đừng có sấm mỏ. Cái mỏ là cái phá hoại đầu óc, phá hoại cái không khí trong lành, để cho nó tịch mịch, cho nó nhẹ nhàng đó, mà tụng kinh mình đánh mỏ là một sự vô cùng sai lầm. Vậy mà không ai dám cãi hết á. Tôi cho rằng đạo Phật có thể là đại học chung còn được. Đại học chung rơi vậy, lâu lâu đóng một tiếng, lâu lâu đóng tiếng nghe được, biểu trưng cho đạo Phật được. Và cái chuông lớn ha, đừng có mua cái chuông nhỏ đó, nó keng keng như là cái nắp chuông đó. Mua cái chuông là cái chuông phải cho nó kêu âm thanh, cho nó dịu dặt. Thí dụ cái chuông này nè, được nè, nè. Thôi thì nhân đến ba tiếng chuông này là coi như chấm dứt ở đây đi. Chúc tất cả